Xin chào các bạn và các anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, là ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngọc xin chúc cho tất cả các phụ nữ trên toàn thế giới được một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Riêng đối với Ngọc thì hôm nay là một ngày rất là bình thường. Tại vì ở Hàn Quốc họ không có biết đến cái ngày lễ này. Như ngày mà Valentine 14 tháng 2 cũng vậy. Bên đây rất là khác so với Việt Nam của mình. Tức là ngày đó là ngày lễ mà phụ nữ phải tặng sô-cô-la. Tức là nữ phải tặng sô-cô-la cho nam. Và ngược lại thì ngày 14 tháng 3 sắp tới này nè, mới là ngày lễ của phụ nữ của chúng mình. Tức là mà không phải là tặng quà cáp gì đâu nghe, mà chính thức là được nam phải tặng kẹo cho phụ nữ. Còn ngày 8 tháng 3 này thì thôi, họ không biết đến. Lúc mà Ngọc mới sang Hàn Quốc á, thì cũng mong đợi đồ này kia, cũng nhiều cái hy vọng lắm kìa. Nhưng mà tới khi hỏi ra thì chồng Ngọc hỏi hôm nay là ngày gì, không hề biết gì hết. Lúc đầu cũng hơi buồn, nhưng mà sau khi đã sống bên Hàn gần 19 năm rồi thì bây giờ thì Ngọc đã quá quen rồi, và cũng rất là bình thường luôn. Đến ngày hôm nay thì lên mạng xã hội thì chúc mừng lẫn nhau rồi vậy thôi. Nhưng thật sự thì Ngọc cũng không nhắc đến với chồng và trong gia đình nữa. Có lúc thì tự túc rủ các chị em Việt Nam đang sống ở Hàn Quốc nè, xung quanh bạn bè xung quanh á, để tự các chị em đi ăn uống cà phê. Nói chung là tự mình tạo niềm vui cho mình. Như vậy là khỏe nhất thôi à. Và ngày 8 tháng 3 của năm nay thì lại càng buồn hơn. Vì do dịch bệnh nên các chị em là cũng không có tụ họp gì hết. Bởi vì bên đây là hiện tại cũng không có cho tụ tập. Rồi thêm một điều nữa, thành phố Ngọc vừa mới cháy rừng xong, tinh thần cũng không có gì vui vẻ để mà tụ họp chơi vui hết. Nhưng mấy ngày trước á thì Ngọc mới phát hiện ra có một cái quán này mới mở. Tức là nữa đây là bán các loại trà truyền thống. Nhưng mà đặc biệt nhất á, ở đây không phải người ta đến đây để uống trà mà là đến để mà ngâm chân. Nghe nói đây có một cái loại máy rất là hiện đại. Khi mà mình ngâm chân trong nước ấm như vậy đó thì có thể là sẽ thải ra các chất thải và độc tố của cơ thể. Quán chỉ có 3 máy thôi, cho nên nếu như mà mình cứ đến nơi thì phải chờ đợi rất là lâu. Thế là Ngọc đã đặt giờ trước cho hai mẹ con để đến nơi mình có thể vào mình trải nghiệm mới được. Giá cũng rất là đắt. Một người như vậy là sẽ ngâm chân trong máy trong vòng 30 phút. Xong rồi là sẽ được uống mỗi người là một ly trà truyền thống nữa. Cũng là trà giải độc cơ thể. Như vậy là 20.000 won, tiền Việt Nam mình là 400.000. Tính ra thì cũng không phải là một giá rẻ. Trải nghiệm này chỉ dành cho người lớn và học sinh tiểu học trở lên. Với các bé nhỏ hơn thì không thể được. Giờ thì gái Út nhà Ngọc làm trước. Giờ thì đã chuẩn bị nước ấm rồi xong hết rồi đó. Bây giờ là chỉ cần mình bỏ chân ngâm chân vào là được. Người hướng dẫn nói là bây giờ thì nhìn nước màu trắng như vậy đó, nhưng mà sau khi mà mình ngâm 30 phút rồi á, thì tùy theo cái sức khỏe, cái cơ địa của mỗi người mà nước sẽ thay đổi màu khác nhau. Ghế ngồi cũng là dạng điện từ, làm ấm cho cả cơ thể. Giờ thì Ngọc cũng đã ngâm chân vào trong máy. Cũng rất là tò mò, bây giờ thì nhìn nước trong vắt như vậy đó, không biết sẽ đổi sang màu gì đây.
Nãy giờ thì 7 phút đã trôi qua. Cái nước á là đã đổi sang màu vàng cam. Nhìn lạ thật đó chứ. Này tôi bật có sốt sẽ cá đi. Về phía của con gái cũng vậy, cũng đã đổi màu. Nhưng mà có vẻ là nhạt hơn của Ngọc một chút. Và bây giờ đã trôi qua 11 phút. Cái màu này đậm thêm nữa. Tò mò quá nên là cũng nhìn lên cái bảng đó. Bên đây là để ra đủ loại màu hết. Khi mà cái nước nó đổi sang màu gì á thì chứng tỏ là trong người mình đang có cái độc tố gì và bệnh ra sao. Như Ngọc thấy là cái màu của Ngọc là trên bảng nó có để là màu cam. Thì cái đó là nói về là các loại mà xương khớp của mình nó không được tốt, nó có viêm nè, độc tố nhiều. Ngọc thấy là cũng hay và chính xác đó chứ. Tại vì Ngọc cũng hay đau hai bên vai với là cổ lắm. Vì có thời điểm mấy năm về trước Ngọc có làm việc văn phòng, ngồi đâu ngồi suốt ngày như là ngồi trên máy vi tính, làm được khoảng 3 năm như vậy đó. Thì Ngọc mắc cái chứng là đau xương cổ và đau vai vậy lắm. Hiện tại thì nghỉ làm đã lâu nhưng mà lâu lâu nó vẫn phát lại như vậy. Ngọc và con gái thì có cái màu cũng giống nhau nhưng mà con gái thì nhạt hơn, trong khi có cái bà dì ngồi bên kia thì lại là một màu xanh rêu. Là chứng tỏ là cái độc tố khác nhau rồi. Thấy cảm thấy cũng là rất là hay và thú vị đó chứ. Sau khi ngâm chân đã được 30 phút thì nhân viên đến và bây giờ thì giúp cho mình rửa chân. Thúng nó vậy. Aji oroso kureyo. 이제 물이 떠가야졌는데, 네 물이. 완전 까매졌어. 엄마? 2분 20초인가? 응? 뭐, 먹으면 되지. 뭐, 무섭다. 애들이니까 조금 나오지. 어른보다 다리를 네. 들어서 이쪽으로. 왜 엄마 왜 이렇게 많아졌지?
60세? 엄마 남자리도 96세. 엄마도 이제 끝나겠다. 여기 종아리 할 때가 종아리 할까? 아니요. 왜? 아, 기술에서 이제 못써. 들어서 이쪽으로 옮겨주세요. 네. 엄마는 ngâm chân xong thì bây giờ là đến giờ thưởng thức một ly trà thảo dược ấm nóng nè, rất là thơm luôn. Còn con gái thì chỉ thích là loại ăn dâu lạnh thôi. Nhìn cũng rất là hấp dẫn, không biết là mùi vị sẽ như thế nào đây. Hiện tại thì Ngọc cảm thấy là con người rất là sảng khoái và nhẹ nhàng. Nghĩ là cái máy này cũng có hiệu quả rất là tốt đó. Chắc là dự định là sẽ còn đến nhiều lần nữa. Video đã dài, Ngọc xin dừng ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu thấy hay thì xin cho Ngọc một like, đăng ký kênh và chia sẻ nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.